Chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của chuỗi lộ trình luyện trí TOEIC Ring trình độ 250 đến 500. Ok, và chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là gì? Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với cô tìm hiểu ngay nhé. Ok. Rồi, bây giờ cô có một câu trắc nghiệm cho các bạn như sau. Và chúng ta có hai đáp án, đó là A và B. Các bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ xem đáp án nào sẽ là đáp án hợp lý hơn nhé. Ok. Rồi, 5 giây của các bạn đã hết. Ok, rồi các bạn nhìn giúp cô lên câu này. Nếu như các bạn dịch nghĩa thì hai đáp án sẽ đều dịch là tôi sẽ. Đó, tôi sẽ cho bạn mượn một cái, đúng không nào? Thế nhưng mà ở đây, các bạn để cho cô cái bạn bạn Bia, bạn ấy bảo là tôi đã quên cái bút chì. Đó, tôi đã quên cái bút chì ở nhà rồi, đúng không? Thế thì bây giờ bạn mình nói như vậy thì mình sẽ biết là như thế nào? I will hay là I'm going to? Chính xác rồi, các bạn sẽ có cho cô đáp án chính xác là đáp án A. Đó, bởi vì sao? Bởi vì tớ sẽ đưa cho cậu mượn, đúng không? Thì cái quyết định đấy của mình xảy ra tại thời điểm đó, chứ mình không hề có cái ý định, cái dự định từ trước là mình sẽ cho bạn ý mượn bút. Chẳng qua là tại vì bạn ý nói với mình, đó cũng khá là bất ngờ. Tức là bạn ý quên bút thì mình có, đó, ngay thời điểm đấy mình quyết định là mình sẽ cho bạn ý mượn. Ok, một cái quyết định tại thời điểm nói và không có ý định từ trước nhé, không có kế hoạch từ trước. Thì các bạn sẽ dùng cho cô thì tương lai đơn thôi, I will. Đó, mình sẽ không dùng thì I'm going to ở đây, không dùng thì tương lai gần ở đây. Đó, bởi vì cái thì này thì nó sẽ thường nó sẽ diễn tả một cái hành động mà nó phải có kế hoạch từ trước cơ, đúng không? Ok, rồi, vậy thì hôm nay chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là mình sẽ tìm hiểu về hai thì, đó là tương lai đơn và tương lai gần các bạn nhé. Ok, rồi, các bạn nhìn giúp cô, đầu tiên mình sẽ có cho cô cái timeline hôm nay của chúng mình là đầu tiên là mình sẽ đi tìm hiểu cho cô cách dùng và cấu trúc của các thì. Sau đó là mình sẽ sang cho cô phần practice, tức là cái phần làm bài tập các bạn nhá. Cái phần này sẽ ứng dụng trong phần 5 và phần 6 của bài thi TOEIC rất là nhiều. Rồi, các bạn nhìn cho cô, đầu tiên với thì tương lai đơn. Đó, nhắc đến tương lai đơn thì cách dùng của thì này. Ok, đầu tiên đó là nó diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Đó, một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ mình nói là I will be a doctor, em sẽ trở thành một bác sĩ. Đó, I will be a singer, em sẽ trở thành một ca sĩ chẳng hạn. Đó, diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ok. Đó, next one. Cách dùng thứ hai đó là mình diễn tả một cái quyết định tại thời điểm nói. Đó, một cái quyết định tại thời điểm nói. Ví dụ khi mà bạn em nói với em là I'm hungry, đúng không? Thì mình có thể nói với bạn là I'll take you to a restaurant. Đó, tôi sẽ đưa cậu đến một nhà hàng. Ok. Đó, thì cái việc này em không hề có cái dự định từ trước. Đó, nó xảy ra khi mà bạn em nói với em là I'm hungry, đúng không? Nó xảy ra tại cái thời điểm mà em nghe bạn em nói như vậy. Đó, tại thời điểm nói các bạn nhé. Tiếp theo, cái cách dùng tiếp theo của thì tương lai đơn, đó là nó diễn tả một dự đoán mang tính cảm tính nha các bạn nhé. Mang tính cảm tính. Đó, nó không có cái cơ sở, nó không có cơ sở căn cứ gì đấy. Ví dụ mình nói là I think he will not come to the party. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ không đến bữa tiệc đâu. Đó, đây là một cái dự đoán mang tính cảm tính của bản thân mình. Thế nên là mình dùng cho cô thì tương lai đơn thôi. Đó, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ có là với thì tương lai đơn thì nó có thể diễn tả một cái lời hứa nữa. Đó, I promise I will never tell anyone. Tao hứa với mày là tao sẽ không bao giờ nói với ai đâu, đúng không? Ok. Rồi, thế nên mình sẽ thấy đây là diễn tả một lời hứa nhá. Tớ hứa là tớ sẽ làm cái gì đấy. Đó, dùng cho cô tương lai đơn. Ok. Rồi, đấy là các cách dùng của thì tương lai đơn. Cái thì này thì về cơ bản các bạn sẽ hiểu giúp cô, đó là nó diễn tả một sự việc xảy ra trong tương lai. Nhưng mà cái độ chắc chắn của nó ấy, đấy thì nó sẽ không bằng được với thì hiện tại tiếp diễn hoặc là thì tương lai gần đâu các bạn nhé. Đó, chỉ đơn giản là sẽ thôi, còn có chắc chắn xảy ra không thì chưa chắc các bạn nhé. Ok, rồi bây giờ mình xét cho cô cái công thức của thì tương lai đơn. Các bạn sẽ thấy ở đây tương lai là phải có cho cô từ, chính xác, từ will, và đằng sau nó mình để cho cô từ tell, động từ có chia nữa không các bạn nhỉ? Chính xác rồi, động từ không chia nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức, đó là will cộng cho cô động từ nguyên thể không chia, kể cả chủ ngữ số ít hay là số nhiều thì đã đi với will rồi, động từ vẫn sẽ là không chia giúp cô nhé. Đây, vậy thì với động từ to be, nguyên thể của động từ to be là gì các bạn nhỉ? Yeah, ok, cô sẽ có đó là to be, đúng không? Mình sẽ có chủ ngữ cộng will cộng be cộng tấn ngữ. Và với động từ thường thì là mình giữ nguyên cho cô nha. Đó, là mình giữ nguyên cho cô. Đến dấu hiệu nhận biết
Thì với thi này thì các bạn đã rất là quen thuộc với một số những cái dấu hiệu tiêu biểu như là ngày mai, đúng không? Tomorrow, hay là tuần tới, next week, đúng không? Ok, rồi, thế thì ngoài những cái dấu hiệu này ra, các bạn ghi giúp cô nhé. Mình sẽ có này, tomorrow này, next này, đúng không? Bằng nghĩa với từ next, đó, các bạn có thể thay cho cô, thay vì nói là next week, đúng không? Thì mình có thể nói là upcoming, coming, đó, hoặc là following week. Đều được các bạn nhé. Thay vì nói là next year, các bạn dùng cho cô upcoming year. Ok. Đó. Thì cũng dịch cho cô là sắp tới nhá. Next one, mình sẽ có cho cô từ soon hoặc là shortly. Đó. Cũng là dấu hiệu của tương lai đơn giúp cô. Ok. Và cuối cùng cô tặng các bạn một dấu hiệu nữa. Đó là in cộng với thời gian. Tất nhiên là phải trong tương lai các bạn nhé. Đó. Ok. Mình sẽ có là ví dụ in an hour, in 15 minutes. Đó. Trong một tiếng nữa, trong 15 phút nữa. Đó, dấu hiệu của tương lai đơn các bạn nha. Rồi. Ok, đấy là về công thức và dấu hiệu nhận biết của thi này. Bây giờ các bạn sẽ đến với cho cô phần luyện tập các bạn nhé. Ok, rồi câu đầu tiên cô có cho các bạn nhé. Câu này, thì các bạn thấy nhìn nhanh giúp cô xem có dấu hiệu mặt thời gian của lớp mình nhỉ? Chính xác rồi, mình sẽ có từ upcoming, lúc nãy cô vừa cho lớp mình ghi xong, đúng không nào? Từ upcoming dấu hiệu của tương lai. Đó, vậy thì trong bốn đáp này đâu là đáp án chỉ ở tương lai đơn các bạn nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ có đáp án D giúp cô. Các bạn gạch chơi cho cô từ require. Từ này động từ dịch cho cô là yêu cầu. Đó, ok, yêu cầu. Các bạn ghi giúp cô nhé. Từ này nó sẽ có công thức đó là require somebody to work. Đó, yêu cầu ai đấy làm gì. Hoặc là require something, yêu cầu cái gì. Ok, các bạn gạch chơi cho cô mình sẽ có từ business trip. Dịch giúp cô đó là chuyến công tác. Đó, chuyến công tác của ông này, sắp tới của ông này sẽ yêu cầu những cái stop, tức là điểm dừng các bạn nhé, điểm dừng ở những địa điểm sau. Đó, đáp án D giúp cô lớp mình nha. Nhớ giúp cô require, công thức của nó sẽ là require somebody to work. Đó, hoặc là require something. Ok, câu thứ hai của cô, các bạn sẽ thấy dấu hiệu rất tiêu biểu đó là từ. Chính xác, next one, đáp án cô có luôn, sẽ là đáp án. Đó là D các bạn nhé. Các bạn gạch cho cô ở đây, cô có từ implement. Từ này mặc dù nó là nó có đuôi mần đấy các bạn, thế nhưng mà nó lại là động từ đấy đó mình nhá. Ok, dịch giúp cô đó là thi hành hoặc là thực hiện. Ở đây cô sẽ có đó là được thi hành as planned, tức là như theo như như kế hoạch đó. Ok, đáp án chính xác sẽ là đáp án D giúp cô đó mình nhá. Đó, rồi các bạn lưu ý cho cô cái từ s ở đây. Cái từ s ở đây, cái từ này nếu như mà lớp mình thấy đằng sau cộng cho cô một cái phân thứ hai là mình đó, cộng cho một cái phân thứ hai s cộng với phân thứ hai, thì lúc này các bạn sẽ dịch là như đã hoặc là như được đó. Thì s plan ở đây dịch là như được lên kế hoạch á đó, như được lên kế hoạch. Ok, sẽ được tiến hành như theo như kế hoạch đó. Đáp án D giúp cô các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn nhìn giúp cô vào câu số 3. Câu số 3 là mình sẽ thấy có cho cô dấu hiệu đó là từ next week. Chính xác rồi, vậy thì bốn đáp án ở đây cô sẽ có cho lớp mình hợp lý nhất là đáp án D, đúng rồi. Các bạn gạch chân cho cô từ manual. Từ manual danh từ mà nghĩa là sách hướng dẫn. Đó, sách hướng dẫn. Distribute là phân phát. Đó, phân phát. Sách hướng dẫn sẽ được phát vào tuần tới. Đó, sẽ được phát vào tuần tới. Các bạn gạch chân cho cô từ distribute là phân phát nha các bạn nha. Đó, chính xác là đáp án D cho cô. Đó, câu này trong bộ đáp chỉ có mỗi đáp án D chia tương lai thôi, đúng không nào? Tiếp theo, lớp mình nhìn giúp cô vào câu này. Câu này thì các bạn sẽ thấy có cho cô dấu hiệu là by the following week, đúng không nào? Following week là dấu hiệu của tương lai đơn rồi. Đó, thì ở đây lớp mình sẽ có cho cô bốn đáp án hợp lý nhất sẽ có cho lớp mình đó là đáp án C, chính xác. Các bạn gạch chân cô từ mail ở đây. Các bạn đừng nhầm từ này với từ email các bạn nhé. Từ mail ở đây là động từ. Đó, mail hay động từ thì sẽ dịch là gửi thư bằng đường bưu điện đấy các bạn, bằng đường bưu điện nhé. Đó, thế còn danh từ thì từ mail là thư, thư bình thường. Còn email mới là thư điện tử các bạn nhé, email mới là thư điện tử. Ok, các bạn gạch chân giúp cô ở đây, cô có từ invitation. Gạch chân giúp cô từ invitation, danh từ mà nghĩa là thư mời. Đó, thư mời cho cái annual conference. Thì conference mình đã biết rồi đúng không nào? Các bạn gạch chân cho cô từ annual. Từ này dịch cho cô là thường niên, hàng năm bằng với every year các bạn nhé. Đó, thư mời cho cái hội thảo thường niên sẽ được gửi. Đó, sẽ được gửi vào trước tuần tới. Các bạn lưu ý cho cô từ by.
Từ by mà mình thấy đằng sau nó cộng với một cái cụm từ chỉ thời gian sẽ dịch cho cô là trước các bạn nhé. Đó, ví dụ by tomorrow, trước ngày mai. Đó, by next week, trước tuần tới. Ok, đó là C cho cô câu này nhá. Rồi, tiếp theo mình sẽ có cô. Với câu này thì mình sẽ thấy rất giống câu hỏi về chuyên động từ thôi. Đó, đấy, câu này mình lại còn có next week nữa cơ. Được không? Tương lai rồi. Thế này đáp án hợp lý luôn. Cho cô là đáp án C các bạn nhá. Nên mình sẽ có decide. Các bạn ghi cho cô công thức của từ này. Mình bình thường mình sẽ có decide cộng cho cô to verb. Đó, decide cộng cho cô to verb là quyết định làm cái gì đấy. Ok. Nhưng mà ở đây lớp mình sẽ đằng sau decide không phải là to verb, mà cô có cho lớp mình từ whether. Đó, từ whether các bạn dịch cho cô từ này mang nghĩa là liệu. Đó, liệu 3.3 hay không. Rồi, câu này mình sẽ có đó là cô Ly sẽ quyết định liệu là cái deadline, cái hạn chót cho cái dự án này có cần phải được thay đổi hay không. Đáp án chính xác sẽ là đáp án C cho cô nha. Will decide whether liệu rằng các mình nha. Đáp án C cho cô. Ok, rồi các bạn nhìn giúp cô vào câu số 6 cô đang có ở đây. Thì mình sẽ có chủ ngữ câu này là Mr. Chang, đúng không? Tân ngữ là thêm, cô sẽ cần một cái động từ chia thì điền vào đây. Thế nên các bạn có thể loại cho cô A và B nhá. Đây không phải động từ chia thì, đúng không nào? Thì mình còn đáp án C và đáp án D. Tương lai đơn và hiện tại đơn, đúng không nào? Ok, chủ ngữ này của cô, số ít hay số nhiều đây các bạn nhỉ? Chính xác, đó là chủ ngữ số ít. Thế nên đáp án D của cô không đúng. Mình chỉ có thể chọn cho cô đáp án C thôi. Đó, ông Shang sẽ cân nhắc chúng. Cái cho cô từ consider sẽ cho cân nhắc các bạn nhé. Từ cô cân nhắc. Ở đây các bạn sẽ thấy là một vế nó chia ở hiện tại và một vế nó chia ở tương lai. Rồi, thì các bạn lưu ý cho cô nhé. Các thì quá khứ thì sẽ đi được với các thì quá khứ. Các thì hiện tại đi được với các thì hiện tại và tương lai nữa các bạn nhé. Đó, và tương lai. Ok, các bạn lưu ý cho cô là trong một câu ghép nhá, thì sẽ không cả hai vế sẽ cùng, không bao giờ mình gặp là cả hai vế sẽ cùng chia ở tương lai đơn đâu, mà thường một vế nó sẽ rút gọn thành thì hiện tại đơn cho lớp mình thôi. Đó, như trong cái câu này chẳng hạn, lớp mình sẽ thấy một vế chia hiện tại đơn và vế còn lại chia tương lai đơn giúp cô nhá. Ok, rồi đến với câu tiếp theo này. Các bạn sẽ thấy là nếu bạn tinh ý đằng sau rồi 3.3, nó có cho lớp mình từ as planned. Đó, thì nó giống với cái câu lúc nãy cô cho các bạn đó. Đó, như đã lên kế hoạch. Đó, as planned, as scheduled. Thì đây, nó cũng là một cái dấu hiệu của tương lai đơn đấy các bạn. Đó, thường nó sẽ là dấu hiệu của tương lai đơn các bạn nhá. Tức là chuyện gì đấy nó sẽ diễn ra theo kế hoạch. Ok, vậy thì hợp lý nhất trong bộ đáp án này cô sẽ có cho lớp mình đó là đáp án D các bạn nha. Câu này lớp mình sẽ có này, the minimum là tối thiểu, hourly wage tức là cái lương theo giờ ấy, lớp mình lương theo giờ tối thiểu mà đã được thông qua đó bởi ban giám đốc sẽ được thực hiện như kế hoạch. Đó, sẽ được thực hiện như kế hoạch bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Ok, đáp án chính xác là đáp án C giúp cô lớp mình nhá. Lớp mình sẽ có board of directors là ban giám đốc các bạn nha. Ban giám đốc approve là được thông qua. Đó, được thông qua bởi ban giám đốc. Đáp án D cho cô các bạn nhé. Ok, rồi next one. Lớp mình ơi, câu này. Câu này thì lớp mình sẽ có ở đây. Chủ ngữ câu này cô sẽ có là the trains, đúng không nào? Mình sẽ có từ trains đóng vai trò làm chủ trong câu, tức là các cái chuyến tàu đó. Đó, các cái chuyến tàu 3.3. Until further notice, cho đến khi có thông báo tiếp theo, đúng không? Ok, vậy thì lớp mình sẽ thấy là các cái chuyến tàu postpone là hoãn, các cái chuyến tàu sẽ hoãn, đúng không nào? Ok, đáp án chính xác cô sẽ có là đáp án A, lớp mình nhá. Các cái chuyến tàu sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo. Ok, ở đây lớp mình có thể loại luôn cho cô cái đáp án B đi, bởi vì nó là vô định. Câu này cô cần một động từ chia thì cơ. Còn các chuyến tàu đang hoãn thì không hợp lý, đúng không nào? Câu này phải là câu bị động cho cô lớp mình nhá. Các cái chuyến tàu sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đáp án A giúp cô này. Các bạn nốt lại giúp cô một số những cái từ mới trong phần này nhá. Until further notice, đây là một cụm cố định đi cùng với nhau rồi. Dịch cho là cho đến khi có thông báo tiếp theo. Ok, đáp án A giúp cô lớp mình nhớ. Từ postpone bằng nghĩa với từ delay, dịch cho là hoãn. Ok, tiếp theo mình sẽ sang với một câu cô trích từ part 6 của đề thi ra các bạn nhá. Các bạn nhìn giúp cô vào câu này. Bộ đáp án rất rõ câu hỏi về chia động từ rồi, chủ ngữ là this class. Ok, các bạn sẽ thấy có dấu hiệu để chia thì không các bạn ơi? Đúng rồi, mình sẽ có cho cô dấu hiệu as schedule. Như lúc nãy cô nói về lớp mình là as plan, as schedule đó lớp mình. Thường nó sẽ chia ở thì tương lai đơn,
Đúng rồi, cái gì đấy sẽ diễn ra như kế hoạch. Đó là chính xác, là đáp án C giúp cô lớp mình nhé.